chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tuần lễ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan đã bắt đầu vào sáng nay tại Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là đợt hội nghị quan trọng nhất trong năm của ASEAN ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị, an ninh trong khối và giữa ASEAN với các đối tác. Cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực của ASEAN đã mở đầu cho chuỗi sự kiện. Đây là hoạt động chuẩn bị quan trọng để ASEAN tiến hành các phiên thảo luận trong những ngày tới. Dự kiến trong một tuần, hội nghị sẽ diễn ra khoảng 40 cuộc họp đa phương và hàng chục cuộc gặp song phương giữa các đoàn. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương vừa tiếp nhận hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét ra hoặc không ra quyết định điều tra. Trước 17 giờ ngày 2 tháng 8, các doanh nghiệp phải cung cấp các dữ liệu thông tin liên quan đến vụ kiện cho cơ quan điều tra. Việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại này, theo Hiệp hội Thép Việt Nam, là cần thiết để bảo vệ sản xuất trong nước. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đang diễn ra gay gắt ở Hà Tĩnh hiện nay, khả năng cháy rừng ở các vùng cao của tỉnh đang được đặt trong tình trạng nguy cơ cao, đặc biệt là tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Vườn Quốc gia Vũ Quang có 31.000 hecta rừng đặc dụng trên tổng diện tích là 56.000 hecta rừng của toàn huyện Vũ Quang. Diện tích rừng nhiều, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, thảm thực bì dày, hàng ngàn hộ dân sống gần rừng chịu ảnh hưởng mạnh của gió Lào nên rừng rất khô và dễ cháy. Đây cũng là những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Vườn Quốc gia Vũ Quang đã triển khai biện pháp như tuyên truyền đến tận hộ dân về công tác phòng chống cháy rừng, nhất là chế tài xử phạt các trường hợp gây ra cháy rừng, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ rừng. Cá koi, một loại thủy sản có giá trị của Nhật Bản, đang được nuôi thành công tại Việt Nam. Điều này mở ra triển vọng mới trong phát triển loại thủy sản có giá trị. Tại Bình Định, tỉnh duy nhất trên cả nước, được Hội Hữu nghị Việt Nhật tặng 150 con cá koi và được nuôi tại thảm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu. Qua một thời gian thả nuôi cho thấy cá sinh trưởng tốt, phát triển tốt, có con đạt 2kg một con. Hiện cả nước chưa có cơ quan nào nuôi cá koi ngoại trừ các công ty tư nhân mua về để kinh doanh. Một con cá koi đưa ra thị trường có giá thấp nhất là 3 triệu đồng, cao nhất lên đến cả 100 triệu đồng. Quân đội Campuchia đã xác định được danh tính kẻ tuyên bố kế hoạch đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Hun Sen trong một video clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook vào ngày 17 tháng 7. Trong đoạn video clip dài khoảng 4 phút, người đàn ông này không giới thiệu về bản thân, nhưng trong trang Facebook cá nhân thì có nhiều tấm hình mặc quân phục. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Sochit, nhân vật trong đoạn video kêu gọi đảo chính đã được nhận diện, có tên là Som Vichie, nhưng không tiết lộ về nơi ở hay là công việc của người này. Cùng ngày, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Khmer trụ sở tại Đan Mạch đã ra tuyên bố khẳng định người xuất hiện trong video là thành viên của họ, nhưng bác bỏ việc kêu gọi đảo chính và cho rằng đây chỉ là việc làm quá khích của một cá nhân. Anh sẽ không đưa ra đề nghị rời khỏi EU trong năm nay để có thể lên kế hoạch cho một sự ra đi hợp lý và có trật tự. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May nhân chuyến công du đầu tiên tới Đức trên cương vị Thủ tướng. Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Angela Merkel, bà May tuyên bố Anh cần thời gian để đề ra lập trường đàm phán của mình trước khi kích hoạt các thủ tục chính thức rời EU. Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh mong muốn duy trì những kết nối về kinh tế đối với EU sau khi rời khỏi liên minh này. Về phần mình, Thủ tướng Đức tái khẳng định sẽ không tiến hành đàm phán chính thức về việc Anh rút khỏi EU cho tới khi Anh nộp đơn xin ra khỏi khối theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon. Với 309 phiếu thuận và 26 phiếu chống, ngày hôm qua Thượng viện Pháp đã thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại quốc gia châu Âu này thêm 6 tháng đến đầu năm 2017. Quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp lần này được đưa ra sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu bằng xe tải hôm 14 tháng 7 tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, làm ít nhất 84 người thiệt mạng. Trước đó, Hạ viện Pháp cũng đã thông qua biện pháp trên. Theo đó, tình trạng khẩn cấp tại Pháp sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7 đến hết tháng 1 năm 2017. Việc áp đặt tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát có thêm quyền để khám xét, điều tra và bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.